Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel ha. Thì video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng một cái con AI rất là hay để mà biến từ một cái hình thành một cái video ha. Và hiện tại nó đang cho dùng thử miễn phí các bạn. Rồi, ok, vào nội dung chính ha. Thì con AI đó tên là Runway ML. Bạn lên Google bạn search Runway ML ha. Đó, vô trang runway.ml.com nè, vô rồi try runway for free, đang cho dùng thử miễn phí nha các bạn. Ok rồi, các bạn có thể đăng ký thành viên ở đây ha, hoặc là đăng ký thành viên bằng tài khoản Apple hoặc là tài khoản Google luôn. Ở đây thì mình dùng cái tài khoản Google đi ha. Ok, cái này mình đăng ký bằng cái tài khoản Google xong rồi nó hỏi gì đây, subscribe hay không. Cái này bạn bấm subscribe hay là bấm skip cũng được ha. Bấm subscribe thì nó sẽ gửi những cái thông báo đến cho bạn qua email ha. Còn không thích thì bạn bấm skip. Rồi, mình nói subscribe đi. Để khi nào có thông báo mới nó sẽ gửi email cho mình ha. Rồi, bạn nào mà chưa đăng ký kênh Chân Đất Channel á thì bấm subscribe giùm mình luôn ha. Ok. Ở đây thì nó có những cái gói này ha. Thì mình dùng miễn phí là được rồi các bạn ha. Dùng thử các bạn dùng miễn phí được rồi. Try for free. Ok. Rồi. Ở đây nó có rất là nhiều tính năng nha các bạn ha. Và hiện tại thì nó có tính năng là đây, cái mà hôm nay mình sẽ demo cho các bạn coi là generate video. Bấm đây. Ok rồi, bạn bấm vô đây ha. Bấm vô đâu nữa ta. Ok rồi, cái này là video to video, tức là thay đổi phong cách ha, tức là phong cách từ một cái video phong cách này, phong cách A chuyển thành video phong cách B. Ví dụ như là video bạn quay bình thường á, cái nó chuyển thành phong cách hoạt hình đó. Còn cái này nè, đó, cái gen 2 nè, cái thế hệ mới nó mới ra nè, tức là từ một cái hình nó sẽ chuyển thành video cho các bạn ha. Rồi bạn bấm vô đây, text hoặc là image to video, rồi bấm vô đây. Ok rồi, bạn có thể nhập text, nó sẽ tạo cái video cho bạn, hoặc là bạn có cái hình có sẵn á ha, thì bạn up lên đây. Rồi, ở đây thì mình có một vài cái hình này ha. Thì mình dùng cái Midjourney mình vẽ ha. À, đây. Những cái hình này mình sẽ thử nha. Đầu tiên là hình một người đang chạy đi. Thôi hình. Này ha, bạn cầm bạn kéo vô đây thôi. Rồi đợi nó upload lên ha. Trong thời gian chờ đợi bạn có thể copy cái này ra một cái tab khác ha, hai tab luôn. Làm song song luôn ha. Đây, mình cho thêm cái hình này nữa. Đợi nó up lên. Rồi, thêm một cái hình này nữa, thanh niên đang sau đời nè, có chai rượu cái bên nè. Ok. Rồi, bạn nhớ là nó cho dùng thử miễn phí là như được khoảng 60 giây á ha. Mình dùng gần hết rồi các bạn, mình dùng còn 10 mấy giây à, 17 giây à ha. Rồi, upload lên xong, bạn bấm nút generate ha. Hoặc là bạn chỉnh lại một chút nè, có thể chỉnh lại mấy cái này. Đó, bình thường nó sẽ cho bạn 4 giây ha. Rồi, chỉnh những cái này. Upscale tức là tăng độ phân giải á, thì hai cái dưới này nè phải là bạn trả phí nó mới cho ha. Còn bạn miễn phí thì các bạn cứ để mặc định á ha. Bấm chọn vào đây, bấm chọn vào đây, cái video nó sẽ mượt hơn ha. Rồi ok, generate. Nói chung là trong cái setting này bạn không cần phải chỉnh gì hết, up cái hình lên bấm generate thôi, một hình xong rồi đợi nó xử lý nha. Rồi cái hình này bấm generate luôn đó, đợi nó xử lý các bạn. Rồi cõi hình vận động viên đang chạy nè, bấm generate đó, đợi nha. Nó kêu là đợi khoảng 3 phút ha, có thể là trong thời điểm bạn làm á có thể đợi là lâu hơn hoặc là ít hơn tùy. Ok rồi, đợi đây. A few moments later. Rồi cái hình cái người chạy này gần xong rồi các bạn, được 66% này ha. Nếu mà bạn muốn đỡ phải đợi á thì bạn mua bản trả phí ha. Bạn trả phí thì nó sẽ ưu tiên nó làm hình của bạn nhanh hơn ha. Đây được 90 mấy % rồi, 95% rồi đây. À, coi những cái video khác rồi. Ồ, cái này vừa xong nè, cái này cũng xong rồi nè, cái này thì đang xử lý rồi. Ok, coi cái này trước ha. Rồi mình sẽ fly ở đây nè, các bạn coi đừng hết hồn nha, zoom bự ra nè.
Đủ đủ đủ. Nhìn cũng ra gì á. Đó. Được không? Nói chung là ở đây là được 4 giây các bạn. Và nó không có âm thanh gì hết. Bạn có thể về đem về cấp kích, là đem về DaVinci Resolve hay là Final Cut, Premiere, Adobe Premiere gì đó. Bạn thêm âm thanh vô ha. Đó, mình thì có video hướng dẫn mà biên tập video bằng DaVinci Resolve á, miễn phí ha. Các bạn có thể coi cái trên cái kênh của mình. Đó, đây là coi nè. 4 giây. Rồi. Ở đây các bạn có thể download về nè. Thấy không? Thấy cái nút download không? Còn cái này là gì? Report content này thôi, đừng bấm nè. Report content là tức là báo 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 xấu á. Đây là full full màn hình nè. Đó. Rồi. Ví dụ bạn muốn nó dài hơn á, bấm vô đây ha. Nó sẽ tạo thành một cái video 8 giây cho các bạn. Của mình thì gần hết rồi các bạn, gần hết thời gian này còn 5 giây thôi ha. Rồi qua coi những cái khác đi, đây play thử nha. Nói chung là cái mặt nó bị hơi hơi biến đổi chút xíu ha. Đó, các bạn có thể generate lại ha, có thể generate lại nhiều lần tới khi nào mà có cái ưng ý thì thôi ha. Đó rồi, coi cái này, coi cái này cũng chưa xong các bạn. Thôi vậy là được rồi, được hai cái này ha, còn cái này đợi đi. Đó thì dùng đơn giản thôi, vô runway LM rồi bạn cầm cái hình của bạn, bạn đưa vô đây là xong ha. Rồi video lần này đến đây là hết ha. Nói chung là hiện tại thì cái AI video này cũng chưa hoàn thiện lắm, còn khá là nhiều lỗi các bạn, nhưng mà nói chung là được vậy cũng khá rồi á. Rồi ok, nếu mà bạn thấy video này thú vị và có ích á thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ cho Đức Channel nha. Để mà khi nào mà mình có video khác á mới ra thì bạn nhận được thông báo. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck. Nếu thấy video này có ích thì cho em một like ủng hộ kênh Chân Đất. Và đừng quên ghé Chân Đất Shop mua các gói dịch vụ online ủng hộ anh Cốc nhé. A hi hi.